Kế hoạch của mấy đứa nhỏ là chiều hôm nay đi thả diều. Và bây giờ trước mắt anh Phi là một cây tre. Anh Phi sẽ chẻ cây tre này ra để làm hai cái cây gọi là để làm trong cái con diều á. Anh không biết cái cây này kêu bằng cây gì nữa. Đó, lâu ngày rồi không có làm cho nên là không biết cái cây gì. Anh sẽ chẻ ra và anh sẽ giót như chiếc đũa vậy đó. À, cái cung hả? À, ha, anh Phi sẽ làm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Anh sẽ chẻ cái cây này ra nha. Chúng ta vuốt sơ như vậy rồi mọi người, chúng ta vô chúng ta vuốt kỹ lại. Rồi, giờ chúng ta vô trong chúng ta vuốt kỹ lại nha. Rồi, giờ chúng ta sẽ vuốt kỹ lại ha. Cái này là cây cung diều, cây cung cong á. Cung cong á thì chúng ta sẽ giót cho nó mỏng chút xíu. Còn cây cung thẳng thì chúng ta sẽ giót cho nó dày hơn. Cái dao này không được bén nha. Anh Phi sẽ đi lấy cái dao bén hơn anh Phi giót ha. Rồi anh Phi đây. Anh Phi sẽ giót nha. Xong cái cung cong. Giờ anh Phi sẽ gióp cái cung thẳng. Cung thẳng thì gióp cho nó tròn chút xíu cho nó có độ cứng. Nó không có gióp mỏng ha. Này ha. Yeah. Rồi anh Phi sẽ dọn dẹp chỗ này xong anh Phi sẽ dựng làm công việc. Phi có đây một cái tờ lịch nha. Anh Phi sẽ gấp nó như vậy để lấy ra cái phần này ha. Lấy phần này xong anh Phi sẽ đo cái này, anh Phi sẽ làm công việc để coi coi bỏ mấy chục năm mà có làm ra được hay không.
Anh phải cắt ra một cái tờ vuông như vậy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ để cái cung diều ở đây. Hên quá nó vừa luôn không? Vừa luôn, vừa đầu vừa đuôi luôn. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ bẻ cái cung này. Nhưng cái cung này có vẻ là không đủ à. Cung này không đủ. Cung này cong qua không đủ chứ nó phải làm nhỏ lại chút xíu nữa. Anh Phi sẽ làm nhỏ một chút xíu nữa. Rồi anh Phi cắt nhỏ hơn xíu nè. Cho bằng cái cung diều này. Cung diều ngang nè. Giờ cung diều dọc thì tới đâu mình sẽ cắt tới đó ha. Cung diều dọc thì tới đâu mình sẽ cắt tới đó. Tới đây. Rồi anh Phi đi lấy rồi anh Phi làm đây. Rồi chúng ta sẽ cắt tới đây nha. Đầu đuôi. Rồi xong. Và cái này chúng ta sẽ bẻ cong từ cái cạnh này qua tới cái cạnh này nha. Rồi giờ mình sẽ đắp cái giấy ở đây xong mình bụp hai cái này lại. Mình sẽ dùng đồ bấm để mình định hình đó nha. Rồi sau khi bấm xong xuôi thì mình làm thêm một cái ở đây nữa. Cái chỗ này chắc phải dán quá không có bấm được ha. Rồi với lại cái mình sẽ làm cái cánh cung này. Rồi sau khi đưa cái cung diều vô nó sẽ như vậy. Anh Phi sẽ lấy băng keo trong để anh Phi định hình cái cung giữa này nha. Nhưng anh Phi sẽ định hình cái cung nghe cái cung cong này. Rồi, sau khi định hình nó sẽ ra như thế này ha. Giờ mình sẽ cột dây lèo cho nó nữa. Rồi anh Phi xong cung diều rồi. Đây. Nhưng mà không biết là thả nó có bay hay không thôi. Lâu ngày rồi không có làm nên là không biết thả nó bay không. Giờ chúng ta sẽ thử ra như thế nào, hồi đem đi thả nó biết ngay thôi ha. Rồi hẹn ngoài sân diều nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi thả diều. Sẽ có một con diều truyền thống Alibaba mới làm. Hy vọng là nó sẽ lên. Bỏ mấy chục năm rồi mới làm diều lại. Diều truyền thống nó sẽ có đuôi, nó có hai cái mang tai như vậy ha. Rồi đem ra đó có thả được không? Hy vọng là được, mà hy vọng là không được. Tại mấy cái cây cung ở giữa làm bằng tre tươi có khả năng nó sẽ bị gãy. Giờ cả nhà tiếp tục đi thả diều. Đây là con diều cá mập. Còn con diều cá mập xanh nữa. Anh hai giữ hả gạo? Rồi hôm nay là bữa thả diều thứ hai trong mùa Covid. Dượng Hai sẽ thả con này lên xong rồi Dượng Hai thả con của Dượng Hai ha. Phúc Minh đang thả bên kia. Nè con gạo, nè không có chạy một vòng. Rồi. Rồi hai dì cháu thả thử coi. Hai dì cháu thả thử coi. Nam xích ra ra kia đi theo Út, đâu có gì vậy. Cuốn dây lại bớt đi. Ba sao là đi đã. Ở vậy nút ăn ngon mà không ba. Ủa vậy cũng cao đâu con. Xíu 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 ba đưa cho gạo. Gạo xích vô con. Rồi. Út bích thả mốc mùa luôn. Rồi,
Gần hết dây luôn hả Bích? Xuống nữa hả ông Quỳnh? Rồi bây giờ cả nhà thả diều. Ơi gạo ơi, gạo ơi. Cả nhà thả diều xong rồi, giờ đi về trời tới hù. Đâu, gạo đâu, gạo đâu. Dượng Hai nhục nhã quá, 40 năm mới làm lại con diều mà Dượng Hai đã bị thất bại. Đây. Con bù năm nay phù ba như tuổi bù. 31, 32 gì đó. Vậy là chắc là phải nha. Mình lần đầu mới thả diều lên lần. Rồi thôi đi về thôi.